Đấy, xin chào các bạn, bây giờ là 4 giờ sáng nha các bạn. Mình đang trên đường chuẩn bị đi biển chơi trong Tết Khmer này. Các bạn hãy đón xem đi sẽ như thế nào nhé. Hiện tại thì chúng ta đang nằm trên xe. Cũng cái xe hôm qua đi chơi té té nước đó các bạn. Đây, trong xe thì đã có 4 người. 4 người lớn và một em bé rồi nha. Đây một con và lũ hồ và hai cái cháu nha các bạn. Đây. Ở bên biên thì chúng ta được quyền thoải mái ngồi nằm trên xe mua trần, xe bán tải như vậy nha các bạn. Cái lát tới nơi mình sẽ quay tiếp nha, bây giờ thì nằm nghỉ ngơi thôi, lên đường. Hi, xin chào bạn, chúng ta đã đến một nơi mà mình vừa mới thức dậy thôi, mình cũng chưa biết đây là đâu. Hiện tại thì các du khách đang xuống xe ở đây mua đồ cúng kiến này nọ cho đi toilet. Xíu nữa vô chân mình sẽ quay tiếp cho bạn xem nhé. Hai trời con cũng mới thức dậy thôi. Chúng ta đang tỉnh nào nhỉ? Mọi người đang kiếm chỗ để gửi xe. À, khô không vô vui. Giờ thôi chúng ta sẽ đi tiếp nhé. Chúng ta vừa mới đi vào cúng chùa, tại vì trước khi đi vô Cô Bông Som, biển Cô Bông Som thì phải đi vào cái chùa. Và chùa này thì nhiều người vô cúng để lấy bình an khi đi đường nha các bạn. Rất nhiều xe du khách để đi du lịch vào biển Cô Bông Som. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên đường đi nha các bạn. Đây, đội hình gia đình nhà nó ở đây. Đi thế nào? Ý? Chúng ta đang đi dọc đường và dừng lại để mua thêm đồ ăn. Đây, sẵn thấy đây có bán rau câu dừa nên sẽ mua thêm. Xin chào bạn, bây giờ là 9 giờ 10 nha các bạn. Chúng ta đã đến được một cái khác. Và mình cũng chưa biết là sẽ đến đâu. Đã tới được xe lúc nha các bạn. Và nó là vị trí ở đây. Mình đang đi biển ở tỉnh xe lúc nha. Chúng ta đang đi chợ tại tỉnh Sihanouk nha các bạn. Đang đi mua hải sản để lát hồi mang ra biển ăn luôn. Ở đây thì bán đồ cũng khá giống như ở Cần Giờ hay ở các chợ hải sản ở Việt Nam mình nha các bạn. Có con cá này lạ nhé. Tỉnh xe lúc là một tỉnh có nhiều có biển, có nhiều hải sản ở đây nhiều nha các bạn.
sau khi chúng ta mua được hải sản thì sẽ mang qua bên đây có một cái bếp để người ta chế biến cho mình nha. Y như biển Cần Giờ vậy đó, sẽ được chế biến rồi mang ra biển ăn. Các loại nước chấm ở đây nha các bạn. Bật lại vô mặt đất nhanh cái khăn. Có gì hả? Sau khi ra khỏi chợ hải sản thì chúng ta đi qua chợ tiêu dùng nha. Nó cũng nằm trong khu chợ luôn. Đấy. Bán đầy đủ đồ y chang như chợ An Đông. Chúng ta đang nhìn trước một cửa hàng bán đồ chua nha các bạn. Chúng ta sẽ ra cổng chợ để đi tiếp ra biển mà chơi. Đời sống sinh hoạt bên Campuchia thì cũng tương tự giống như ở Việt Nam các bạn. Đây. Không khác gì là mấy Việt Nam. Nếu chúng ta không nhìn thấy chữ hoặc nghe tiếng thì chúng ta cứ tưởng là một chợ ở Việt Nam thôi nha. Ấm thêm bé bị theo đuổi luôn. Cái quán sen. Ok, chúng ta đã ra đến bên ngoài chợ. Đây. Chợ khá lớn ở Sihanouk nha các bạn. Qua lấy xe thôi nào. Ra biển sẽ quay tiếp nha các bạn. Đến được đường biển rồi nha các bạn. Bây giờ thì trời khá là nắng rồi, sắp tới biển cũng ghê. Chắc nên nằm đây một hơi sương hơi nắng. Có biển cũng đẹp lắm nha các bạn. Thank you.
nó là nắng, nắng và nóng hơn ở Nam mình Campuchia mà. Hôm nay là đang là mùng 3 Tết của Tết Khmer nha, nên xe du lịch ở đây cũng rất là nhiều, không có tới mức là quá tải như mình thấy ở Việt Nam mình, chở các bãi dưới biển Vũng Tàu và Nha Trang. Chỗ gửi xe ra xuống biển mình quay tiếp nha các bạn. Vâng, ngoài là chúng ta đã đến biển rồi nha. Đây mấy cái đoạn hồi nãy mua ngoài chợ ta chế biến, bây giờ thì bày ra ăn thôi. Lát nữa mình sẽ đi quay biển tiếp nha các bạn, giờ thì ăn cái đã. Ăn thôi nào, đói rồi. Đấy, bây giờ thì ăn uống đã no nê và bây giờ sẽ qua biển chơi nha các bạn. Đấy. Gia đình ông anh vợ đang thả diều trên biển. Biển đây thì không được trong xanh như ở Nha Trang nha các bạn. Nó hao hao tựa giống như Vũng Tàu vậy đó. Mai hôm nay đó là mùng 3 Tết Khmer nên nó sẽ đỡ, không có quá đông như mấy ngày mùng 1, mùng 2. Đấy. Khung cảnh thì nhìn khá là đẹp, với các tòa nhà cao tầng xung quanh. Thì mình thấy là đa số là ghi chữ Trung Quốc khá là nhiều. Khu vực này gọi là khu vực Xe Nút, nơi người Trung Quốc qua đây sinh sống và quản lý khá là nhiều nha các bạn. Ok, nãy giờ quay các bạn xíu, giờ mình sẽ đi tắm biển nha. Lát ảnh sẽ quay tiếp. Đây thì cũng cho thuê bàn ghế để du khách ngồi ăn uống nghỉ ngơi, tắm biển luôn. Đang uống xong.
À, các bạn chúng ta đang ra biển bơi luôn nha các bạn. Đây. À. Anh lại này chỗ này mát nè. Đang quay nè. Vlog it all, man. Yeah. Hello. 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 Tắt cho anh luôn ha, tắt cho anh luôn ha. Tắt cho anh sợi luôn. Ok. Ôi phải ấy à. Bơi đi. Không chịu bơi. Nước biển ở đây thì nó không có được xanh như là của Nha Trang nha. Nó lại là màu lục như các bạn. Đây, như các bạn đang thấy. Chúng ta đang bơi ở biển ở tỉnh Sihanouk nha. Đấy. Hôm nay khá là vắng. Nên rất là thoải mái cho việc bơi tắm biển. Đây đa phần sẽ là người Campuchia là tất nhiên rồi. Có người Hoa đến chơi, người Việt của mình qua đây chơi cũng có nha. Và người Việt sinh sống tại Campuchia luôn. Đấy. Ngoài ra thì còn mấy người Trung Quốc nữa qua đây vừa làm ăn đầu tư. Họ cũng đi chơi du lịch bên này. Ê. Ok. Bây giờ chúng ta đã tắm biển rồi. Giờ nếu mà sẽ cất điện thoại để đi bơi tiếp. Lát anh sẽ quay tiếp nha các bạn.